chào cả nhà. Thì sáng nay em gửi một đơn hàng cho chị Tiền ở Trà Vinh. Chị đặt 22 cây trang vàng nghệ. Thì như hôm trước em đưa clip lên YouTube thì chị ở Trà Vinh đã xem và đặt hàng là 22 cây vàng nghệ. Thì bây giờ em sẽ soạn cho chị Tiền ở Trà Vinh. Đây là được 4 cây. 1 2 3 4 Đây màu vàng nghệ nha. Các bạn xem đúng màu vàng nghệ mới được nha các bạn. 4 rồi 5 6 7 8 Ngôi vàng nghệ. Chung cái lô này thì có màu vàng thường nên mình phải lựa ra 8 cây rồi. Đây, màu vàng nghệ phía trong này 9 10 Màu vàng nghệ nó khác nhau nha các bạn. Màu vàng nghệ nó tươi hơn, đậm đà hơn. Mười rồi. 11 12 12 rồi. Tiếp tục. Chị dặn là lựa cây nào nhiều bông. 13 14 Thân một cốt nha các bạn. 14 15 Cây thứ 15 16 Có bông vàng tươi hết. 17 Cây thứ 17 18 19 20 20 cây. Cái này bị quẹt cho nên bị gãy một nhánh. 22 cây là chị Tiền lấy 22 cây à. 20 rồi. 21 Cây này nhiều bông. 21 Lựa cây nhiều nhiều bông cho chị. 22 Cây này nhiều bông. 22
Đây là cái lô cây bông trang gồm 22 cây màu vàng nghệ, thân một cốt. Mình chuẩn bị gửi cho chị Tiền ở Trà Vinh. Cả nhà ơi, vậy là mình đã soạn xong 22 cây trang màu vàng nghệ cho một vị khách, đó chính là chị Tiền ở Trà Vinh. Tất cả đều là một cốt và có hoa. Mình sẽ cầm lên chậu cho các bạn xem. Một cốt nha các bạn. Dìa thì tỉa những cái cành xung quanh thì cây sẽ thoát thân lên, nhìn thấy rõ một cốt thì những cái nhánh nhỏ nhỏ xung quanh. Vậy là em đã soạn xong 22 cây bông trang màu vàng một cốt, màu vàng nghệ cho vị khách ở Trà Vinh. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Kính chúc cả nhà có một ngày mới giữa tuần thật là vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.